một lần nữa phải quay lại phố Ao Sen vì đây là thiên đường ăn vặt tốt đầu cho sinh viên Hà Nội. Nổi tiếng là khu phố ngon, bổ và rẻ. Hôm nay khám phá món gì nhở? Tàu hũ kem trứng nhở? Nhìn cái menu món nào cũng muốn chén, nhưng thực sự lựa chọn món tàu hũ kem trứng là quá chuẩn, không cần chỉnh. Cơm trứng thơm lừng, chảy sệt, béo ngọt. Trời ơi, cô chủ quán đánh kem trứng quá khéo tay luôn ý. Ăn riêng thì sẽ hơi ngọt, nhưng khi kết hợp cùng với miếng tàu hũ thanh mát, núng na núng nính như là thạch thì nó lại bờ phạch. Bờ phạch nghĩa là tuyệt vời ý. Ăn rất là đưa miệng, đến cái độ mình nghĩ rằng tầm này có bỏ cả chậu tàu hũ kem trứng ra đây thì cũng chén hết. Nhưng đặc điểm của kem trứng là không ăn lai dai được, bê ra cái phải thưởng thức ngay. Bởi vì để lâu thì những cái bọt kem trứng nó sẽ lịm đi hết thì lúc ấy không còn ngon nữa và có thể bị tanh luôn cơ đấy. Nhà bạn nào ở Ao Sen thì vào xác nhận cho tôm cái xem nào, không lại bảo là nói điêu, nói quá, nói phá. Ok nhá. Xin chào mọi người nhá. Ôi sao mà thời tiết nó lại nắng nóng thế nhở? Không thể chịu nổi nữa rồi, phải làm món gì giải nhiệt mới được. À đúng rồi, làm kem sữa chua túi nhá. Ôi cái món này thì nó lại cá một tuổi thơ. Để làm được cái món này thì mình phải cần chuẩn bị sữa tươi này, sữa đặc này, sữa chua. Và đương nhiên không thể thiếu được túi đựng và còn cái nịt. Ta đổ sữa tươi, sữa đặc vào, tùy độ ngọt mọi người thích mà cho nhiều hay ít. Cho sữa chua để tạo men nhá. Và sau đó là khuấy đều, càng đều càng kỹ càng tốt để chúng tan ra và hòa quyện lại vào với nhau thì khi ăn nó sẽ càng ngon. Giờ thì là phần cho vào túi và buộc nịt cố định thôi. Cho sữa già nửa túi thôi nhá, chứ nhiều quá là lúc buộc khó lắm nha, nó lại còn không được đẹp nữa. Ok xong, và giờ mình sẽ bỏ tủ lạnh cho đông là sử dụng được nhá. Thời gian thấm thoát thôi đưa, và kem sữa chua bây giờ đã xong rồi đây. Mặc lạnh luôn, có ai thích ăn mà thích kiểu cắn gắp túi như mình không nào? Mời mọi người nhá. Mọi người muốn tôm la cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha. Nhãn đây, nhãn đây. Quả nhãn siêu ngon, siêu to như mắt bò đây. Hôm nay tôm lại lên Shopee Farm lướt mua được cân nhãn ngon đẹp uy tín luôn. Đã thế được giao tận cửa nhà để mình an tâm chống dịch nữa. Đố mọi người biết tôm tách hạt ra khỏi thịt quả để làm gì đấy? Phần nguyên đẹp thì tôm sẽ làm nhãn Elsa, còn chỗ bị rách nát một tí thì mình sẽ làm siro uống dần cho nó mát nhá. Tầm này thì chả có gì ngoài thời gian cả đúng không? Tội gì mà không sáng tạo. Bóc xong ý, thì mình rửa qua cho sạch bong sáng bóng rồi chuyển sang bước tiếp theo. Đổ đường vào một phần nhãn để ủ trước. Phần nhãn còn lại thì ta cho nhân sữa chua vào bên trong, hoặc ai thích ăn ngọt thì cho sữa đặc cũng được. Xong rồi mình lấy tăm cắm vào giữa để xíu nữa nó sẽ thành cái que để mình cầm ăn cho đỡ lạnh tay. Ok, bây giờ thì cho phần nhãn Elsa vào tủ lạnh thôi. Chỗ nhãn đã ủ đường mình sẽ mang đi đun, vừa đun vừa dầm để vị nhãn và đường có thể xen lại với nhau. Đảo đến khi nào nhãn chín nát ra mà đường nó sệt sệt vào như vậy là ok nhá. Đến bước cuối cùng ý là ấn chén. Siro thì sẽ hòa cùng đá và nước khoáng. Trời ơi, nhìn hấp dẫn không này. Riêng hôm nào trời oi nóng mà có cái món này ăn thì nó lại là nhất chứ không có nhì. Nhãn Elsa đóng tuyết mát lạnh, tê đầu lưỡi. Siro pha nước thì uống vừa thơm vừa thanh. Quá là ngon, ngon uy tín luôn ý mọi người ạ. Thả tim. Mọi người muốn tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Với cái thời tiết này thì chỉ có lúc nào cũng nghĩ là sẽ làm món nước gì để giải khát thôi mọi người ạ. Này, mình sẽ làm món trà Thái nha. Đầu tiên là mình sẽ phải làm thạch trước. Các gói bột thạch như vậy bây giờ được bán rất là nhiều, giúp chúng ta đỡ vất vả và giúp ngắn được nhiều công đoạn hơn. Một gói này sẽ pha được với tầm nửa lít nước. Đổ bột vào khuấy đều từ lúc mới bật bếp, đến khi nào nó sôi thì đổ ra khay luôn đi nhá. Tiếp theo là nấu trà Thái. Trà Thái thì cực thơm luôn. Một gói nhỏ nhỏ thế này thôi có thể pha được 1,5 lít nước đó mọi người ạ. Đun cho nước nó sôi rồi thả trà vào như là pha vậy. Để trà tiết hết các chất ra thì chúng ta sẽ lọc bã cho riêng nước ra một bát. Mở sữa đặc ra và pha ngay khi nước còn nóng nhá. Đợi sau 30 phút khi thạch đã đông và nước thì cũng đã nguội thì ta sẽ bắt đầu cắt thạch ra từng miếng nhỏ vừa ăn. Lấy đá bỏ vào cốc, cho thạch và nước trà vào thôi. Vậy là xong rồi. Một cốc trà Thái thơm ngon, thanh mát, uống ngon xoắn lưỡi đây cả nhà ơi. Có ai uống không tôm ship ngay cho nào. Nói thật là lấy lại mối tình cảm thôi đấy. Mọi người muốn tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Nếu như bạn là fan của Xuyên Que Đường Phố thì chắc chắn bạn sẽ biết đến
chồng ấy bao giờ cũng sẽ chén thêm một cốc kem chanh. Ăn kiểu nó ngây ngấy vào rồi, nhưng mà chén xong kem thì lại ăn thêm được chục xiên nữa. Mà gọi là kem cho oai vậy chứ. Cái này đúng ra nó là đá bào, vị chanh thì chuẩn hơn. Làm đơn giản mà lại ngon. Đá xay, cho thêm đường tạo vị ngọt, thêm chút sữa đặc cho dậy vị thơm. Mà biết thành phần quan trọng nhất không thể thiếu là gì không? Đấy không phải là nước chanh, mà chính là cái vỏ chanh ấy. Vỏ chanh xay nhỏ ra, nó thơm một cách rất riêng, rất là cuốn. Kem chanh đơn giản thế này nên ai cũng có thể tự làm tại nhà được. Ngoài chống ngấy chống ngán ra, nó còn giải nhiệt cực kỳ tốt nữa. Những cái buổi trưa hè nóng bức, xúc ngay một cốc đá bào thế này thì không sợ gì nóng nữa. Cực phẩm trưa hè luôn. Kem chanh thì cũng đã có đây rồi, giờ giá kể, ai mua xin que đến đây mời mình nữa nhở. Thôi thèm quá rồi, tự túc đi mua vậy. Có làm thì mới có ăn mà, chứ cứ đợi mời thì mất mồm mất. Chào xin là xin chào, lại là Tôm với Seri vào bếp mùa dịch đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng loay hoay với quả xoài tượng da xanh nhá. Đây là giống xoài đến từ Sơn La. Mọi người muốn mua nông sản chính gốc thì lên Shopee vào Shop Ngon Việt Nam đặt thì sẽ nhận được trong ngày luôn, ok nha. Và đúng rồi, ngày hôm nay Tôm sẽ làm món kem xoài. Gọt vỏ xoài xong rồi thì mình bắt đầu cắt nó ra từng miếng nhỏ. Giờ thì mình sẽ bỏ xoài, sữa đặc và sữa tươi vào xay cùng nhau nhá. Một quả to nên xay một lần không thể hết được. Nếu như mình làm hết hai quả như ban đầu thì cháu khi phải được 3 khay kem tô đồng ấy chứ. Ok, xay xong rồi thì mình sẽ đổ hỗn hợp của nó vào khay. Mình đã chuẩn bị một ít lạc và dừa sợi rắc lên trên để cho kem được thơm bùi và đẹp mắt hơn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào ngăn làm đá đợi khoảng từ 5 đến 8 tiếng là kem sẽ đông nhá. Và sau thời gian chờ đợi thì chúng ta đã có thành quả rồi đây. Từng viên kem mát lạnh. Mùa hè mà mỗi ngày được ăn một khay kem như này đúng là phê, không còn gì phải nghĩ luôn. Mời mọi người nhá. Các bạn muốn Tôm review món ăn gì thì hãy để lại ở phần comment nha. Hello các bạn nhá. Hôm nay mình đang có mặt tại phố đi bộ Hà Nội để ăn món kem cu ơn. Loại kem này có bắt nguồn từ Thái Lan và đã tạo ra một cơn sốt lớn trong giới trẻ một thời gian dài. Tôm chọn kem có vị Việt quất nha mọi người. Ai có cùng sở thích giống mình không nào? Sữa và nước quả Việt quất sẽ được đổ lên một cái bàn lạnh kim loại. Nó làm lạnh rất mau luôn. Sữa và nước quả vừa đổ xuống là đã kết đông lại luôn rồi. Người đứng làm kem dùng hai cái đồ chuyên dụng băm trộn liên tục để hai thứ hòa quyện vào nhau. Sau khi ok rồi thì sẽ dàn dẹt ra rồi đẩy cuộn nó lại cho vào cốc ăn cùng bánh quế. Nhem nhem, mời mọi người nhá. Wow, ngon quá. Kem này phải cái là nó chảy cũng rất là nhanh. Hơn nữa, nếu như ai ăn không quen thì sẽ cảm thấy nó hơi bị nhớt. Và một cốc như thế này có giá khoảng 40.000 đồng nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những clip lần sau. Mọi người muốn Tôm La Cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha. Hôm nay sẽ là tiếp tục màn nấu ăn với Icon. Để xem. Kem dâu đá bào. Do nhà không có dâu nên mình sẽ dùng sting và đường để làm siro dâu nhá. Cho sting vào chảo và đổ thật nhiều đường vào. Gì chứ, về khoản tạo màu ấy thì sting nó lại là đỉnh của chóp rồi. Cứ để sôi nước cho đến khi nào nó sền sệt lại là được. Sau 20 phút hơn thì cũng ra được thành quả rồi. Hy vọng là xíu nữa nó sẽ ngon. Trong lúc đợi siro nguội thì chúng ta sẽ đi xay đá bào nhá. Lại là cái chiếc máy xay thần thánh này. Quay sái hết hai cánh tay mà mãi nó vẫn chưa được. Được có teo tẹo à. Rồi, và bây giờ cũng là đến cái bước cuối cùng. Nhưng mà oh no, cái bát siro của mình ý, nó đặc quánh lại rồi mọi người ạ. Đặc như kẹo luôn. Thế là lại phải đành đổ sting trực tiếp vào, nên quả màu của nó cứ hơi nhợt nhợt thế này đấy các bác ạ. So sánh với Icon thì không biết là giống được bao nhiêu phần trăm. Cơ mà ăn cũng ngon lắm đấy nha. Không tệ đâu nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mọi người muốn Tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha.